Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Anthony xin giới thiệu về thành phố Melbourne về đêm. Hôm nay thì Anthony chỉ chạy một cách là random thôi ở những thành phố. Thành ra là trong cái chương trình này nó cũng không có soạn thảo là về thành phố, nhưng mà tại vì Anthony là chạy gần thành phố, thành ra có một cái ngẫu hứng là để thâu cảnh thành phố Melbourne. Thì xin mời quý vị xem cảnh thành phố Melbourne về đêm nhé. Thành phố Melbourne thì nó dùng những cái ánh đèn nó không có sáng rực như ở Sài Gòn, là tại vì ở Úc là họ không có cho những cái ánh đèn sáng quá, nó có thể hư ánh mắt con người. Thành ra là ở đây thì họ dùng cái đèn nó vừa đủ sáng thôi. Thành ra cái thành phố Melbourne nó nằm trong cái dạng giống như là nó classic vậy. Thì quý vị sẽ nhìn những building nó có đèn vừa thôi, nó không có sáng dữ lắm. Nó không phải như ở Việt Nam. Việt Nam chúng ta thì dùng những cái đèn neon, những cái đèn ly rất là sáng. Thành ra là khi mà ban đêm á, quay cái đèn thành phố nó rực rỡ, nhưng mà còn Melbourne á, thì ánh đèn nó rất là chậm. Quý vị nhìn thấy những cái building á, thì ánh đèn nó chỉ ánh sáng nó vừa đủ thôi, và nó cũng không có chạy những cái đèn LED rất là nhiều. Tại vì cái chính phủ ở đây á, họ không cho những cái ánh đèn quá sáng. Đây là Round Casino, là nơi một hồi ngày xưa đó, Round Casino là một trong những cái sòng bài lớn nhất thế giới. Là tại vì một cái casino mà nó đầy đủ những cái complex, nó chứa đầy đủ, nào là shopping, nào là những khu ăn uống, khu cờ bạc, khu giải trí, âm nhạc, âm thanh, và những cái nơi thâu âm và những cái nơi nhạc sĩ trình diễn ở thế giới đều về đây. Thành ra Round Entertainment là một cái complex của thành phố Melbourne. Ngày xưa Crown Melbourne Casino là rất là lớn, gọi là World Entertainment, và là một trong những casino lớn nhất thế giới. Nhưng mà trải qua nhiều năm thì có những casino ở trên thế giới họ xây lớn lên. Thành ra là Round Casino ngày hôm nay thì không biết còn là lớn như ở trên thế giới, lớn nhất ở thế giới hay không. Còn Las Vegas thì là nhiều casino nó tập trung lại. Thành phố Las Vegas thì ánh đèn rực rỡ và rất là nhiều casino nó tập trung thành một cái, còn Round Casino là chỉ một cái thôi. Nhưng mà quý vị đi vào đây á, lần đầu tiên đi vào có thể là bị lạc nha. Là tại vì nó đầy đủ, nó có nhiều shopping, nó có nhiều khu entertainment, giải trí, live show, rồi khu họp cho những nơi business, và nó có những club sang trọng ở trong này. Năm 2011 thì vấn đề Covid đã làm cho cái nơi giải trí này đã chậm chậm đi xuống, là tại vì Covid thì không cho nhiều người tập trung và phải cách ly. Thành ra là và những người từ thế giới đến đây để mà họ giải trí thì cũng đã giảm bớt rất nhiều, cho nên Round Casino hiện bây giờ cái số lượng khách nó không có nhiều như ngày xưa. Quý vị có thể, đây là một cái vé lịch Bắc Kinh, là nơi là cho những dành cho những người VIP vào đậu xe. Thì hôm nay nó không có nhiều như những ngày xưa. Anthony mời quý vị xem phần 2 về thành phố Melbourne nha. Rồi, xin chào, bye bye.